Và ngày hôm nay thì bất mờ. Và đó cũng chính là... Cái này làm sao? Anh Yên anh vui tính á. Và còn những câu chuyện thú vị nào khác sẽ được cặp đôi Hà Anh và Hoàng Yến chia sẻ trong tuần này. Hai em bóc phát sóng vào 21:40 ngày hôm nay trên VTV6.